Hiện tại mình đang là thực tập sinh khóa 2, lớp Happy Đại học EDX, mã số sinh viên CUV020HP12. Và sau đây là video mình làm về bài tổng kết của môn kỹ năng sử dụng máy tính. Mình sẽ thuyết trình những slide nội dung mà mình đã được học trong suốt thời gian vừa qua. Thứ nhất là phần kiến thức về tổng quan về máy tính. Nội dung thứ nhất, các bộ phận của máy tính. Máy tính là một công cụ rất quan trọng đối với công việc của chúng ta đúng nào. Và sau đây thì mình sẽ liệt kê ra những bộ phận chủ yếu để các bạn nhận biết được các bộ phận của máy tính. Thứ nhất đó chính là CPU, thứ hai RAM, ba là ổ cứng. Có hai loại ổ cứng đó chính là HDD và SSD. Tiếp theo là bộ nguồn và cuối cùng là card đồ ạ. Bộ phận thứ nhất, một CPU. CPU hay còn gọi là chip là bộ xử lý trung tâm và nó được ví như là bộ não của con người. Nó sẽ giúp máy tính xử lý tất cả các thông tin từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Nói chung là mọi hành động đều phải thông qua CPU rồi mới hiển thị ra màn hình desktop. Bộ phận thứ hai, RAM. RAM hay còn gọi là bộ nhớ tạm thời, tức mọi dữ liệu trên đây sẽ biến mất sau khi bạn restart lại máy. RAM cũng là một trong những bộ phận rất quan trọng của máy tính và nó ảnh hưởng đến tốc độ cũng như là hiệu suất làm việc của máy tính. Và RAM được sinh ra với nhiệm vụ đó là chia sẻ gánh nặng với CPU. Thứ ba là ổ cứng. Ổ cứng là bộ nhớ của máy tính chứa toàn bộ dữ liệu của bạn, từ ổ hệ điều hành cho đến các chương trình, phần mềm, file, hình ảnh, văn bản, vân vân. Có hai loại ổ cứng thông dụng như mình đã chia sẻ, đó là ổ cứng HDD và ổ cứng SSD. Bộ phận thứ tư là bộ nguồn. Bộ nguồn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của máy tính và tuổi thọ của máy tính. Bộ nguồn sẽ có nhiệm vụ chuyển hóa dòng điện xoay chiều AC thành một dòng chuyển thành dòng điện một chiều để bạn có thể sử dụng máy tính. Thứ năm, card đồ ạ. Bộ phận này có nhiệm vụ chính là xử lý tất cả những gì liên quan đến hình ảnh, video xuất lên màn hình để hiển thị. 6. Mainboard hay còn gọi là bo mạch chủ. Bo mạch chủ được ví như bộ xương của con người. Đây là nơi gắn kết tất cả các linh kiện và các thiết bị ngoại vi lại với nhau thành một khối thống nhất. Và sau khi tìm hiểu những bộ phận trên thì mình đã rút ra những bộ phận quan trọng có thể ảnh hưởng đến chất lượng của máy tính. Thứ nhất là bộ xử lý trung tâm CPU. Đây là một bộ phận quan trọng nhất quyết định đến tốc độ của máy tính cũng như khả năng xử lý đa nhiệm. Và chúng ta không ai khi nói rằng CPU chính là bộ não của máy tính bởi tầm quan trọng của nó. Tiếp theo là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên gọi là RAM. RAM là nơi lưu trữ các thông tin thay đổi đang sử dụng, đồng thời là nơi truy xuất dữ liệu từ ổ cứng. Cách để chúng ta đánh giá sức mạnh của RAM đó chính là dung lượng bộ nhớ của nó. Và cuối cùng đó là ổ đĩa cứng. Để mà so sánh, SSD sẽ có tốc độ xử lý dữ liệu và hiệu năng cao hơn hẳn so với HDD, sẽ giúp máy chạy êm mượt hơn, tiết kiệm năng lượng và khả năng đa nhiệm tốt hơn. Tiếp theo là phần nội dung thứ hai, các phần mềm quan trọng của máy tính. Sau đây sẽ là một số phần mềm cơ bản mà mình tìm hiểu được. Unicode, hai là WinRAR, ba trình duyệt. Tiếp theo là phần mềm điều khiển từ xa. Còn có Internet Download, các phần mềm đọc video như là Word Player, KM Player và cuối cùng là PDF. Sau khi tìm hiểu về các phần mềm cơ bản thì mình cũng tìm hiểu về các phần mềm nâng cao. Các phần mềm nâng cao này rất là quen thuộc cũng như là phổ biến hiện nay, đó là Word, Excel và PowerPoint. Sau đây thì mình sẽ đi tìm hiểu cụ thể của từng phần mềm, nhất là phần mềm cơ bản Unicode. Unicode là chương trình điều khiển bàn phím hay còn gọi là bộ gõ. Là bộ gõ tiếng Việt hỗ trợ nhập liệu tiếng Việt trên máy tính, chạy trên hệ điều hành Microsoft Windows và được phát triển bởi Phạm Kim Long. 2. Là WinRAR. Đây là công cụ giải nén và giải nén công cụ nén và giải nén dữ liệu nổi tiếng, được rất nhiều người tin tưởng sử dụng.
Và sau đây sẽ là một số WinRAR hỗ trợ định dạng phổ biến mà mình đã liệt kê. Tiếp theo là trình duyệt chrome và cốc. Trình duyệt web hay còn gọi là trình duyệt web là một ứng dụng phần mềm để truy cập thông tin trên World Wide Web, và mỗi trang web, hình ảnh hoặc video riêng lẻ được xác định bằng URL riêng biệt, cho phép các trình duyệt truy xuất và hiển thị chúng trên thiết bị của người dùng. 4. Đó là các phần mềm điều khiển từ xa, cụ thể đó là Anydesk. Đây chính là một phần mềm miễn phí có chức năng điều khiển và quản lý máy tính từ xa. Với phần mềm này thì bạn có thể dễ dàng thực hiện được các công việc trên máy tính một cách dễ dàng. 5. Internet Download Manager. Đây là phần mềm hay thường được gọi tắt là IDM, giúp tăng tốc download với tốc độ nhanh nhất. 6. Là các phần mềm đọc video như là Pop Player, KM Player. Sau đây là thông tin về KM Player. Đây là một trình phát các phương tiện nổi tiếng trên thế giới, có thể phát phim, phim truyền hình, âm nhạc và các nội dung khác với trung bình 1,5 tỷ phát mỗi tháng. 7. PDF. Đây là phần mềm có độ thông dụng chỉ xếp sau MS Word của Microsoft. PDF là định dạng tài liệu di động, tập tin, văn bản khá phổ biến của hãng Adobe System. Và mình sẽ chuyển sang tìm hiểu về những phần mềm nâng cao. Thứ nhất đó là Word. Microsoft Word là phần mềm xử lý văn bản phổ biến nhất hiện nay. Word cung cấp đầy đủ các kỹ năng soạn thảo và định dạng văn bản đa dạng, dễ sử dụng, có các chương trình kiểm tra, sửa lỗi chính tả, gõ tắt, tìm kiếm và một số thao tác tự động khác, có chức năng tạo bảng điểm, sắp xếp dữ liệu và trộn thư, vân vân. Tiếp theo cũng là một phần mềm nâng cao mà chúng ta thường sử dụng, đó chính là Microsoft Excel. Đây là chương trình xử lý bảng tính nằm trong bộ Microsoft Office của hãng phần mềm Microsoft, được thiết kế để giúp ghi lại, trình bày các thông tin, xử lý dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán và xây dựng các số liệu thống kê trực quan trong bảng Excel. Và cuối cùng đó chính là phần mềm PowerPoint, như là mình đang sử dụng đây. Và với phần mềm này, đây là một công cụ tuyệt vời để tạo ra các bài thuyết trình, có thể tạo các slide show với văn bản, hình ảnh, hình dạng, hoạt ảnh, âm thanh và nhiều thứ khác nữa, và sau đó trình chiếu lên màn hình lớn để hiển thị cho người khác hoặc lưu nó dưới dạng tài liệu trực quan. Phần nội dung thứ ba là cách cài đặt và gỡ phần mềm. Cách cài đặt, bước 1 đó là tìm kiếm và tải phần mềm về máy tính. Chúng ta sẽ thực hiện đó là vào trang web google.com, gõ từ tìm kiếm. Bước 2, click chuột vào file vừa tải, ấn tổ hợp Ctrl G để thể hiện file thực hiện một loạt các thao tác đến khi có thể cài đặt được phần mềm. Tiếp theo, khi mà cài đặt được phần mềm rồi, chúng ta sẽ có nhu cầu là gỡ phần mềm. Thì bước 1, chúng ta sẽ thực hiện các thao tác để tới gỡ phần mềm trên máy tính Windows. Thì bạn hãy chọn Start Settings đến Control Panel, hoặc có thể nhanh hơn đó là Start Control Panel luôn. Để tiếp theo chúng ta chọn Add or Remove Programs. Bước 2, trên cửa sổ Add or Remove Programs, như là bạn có thể thấy trên đây, chúng ta sẽ chọn trên or Remove Programs và tiếp theo bấm chọn chương trình cần xóa, sau đó thực hiện một loạt các thao tác để có thể gỡ được phần mềm. Nội dung tiếp theo không thể bỏ qua và cực kỳ quan trọng, đó chính là tránh xa các phần mềm độc hại với các cách thông dụng như sau: 1. Tuyệt đối không nhấp vào các nút download giả mạo. 2. Sử dụng trình duyệt web an toàn. 3. Lơ đi các cảnh báo có virus hiện trên pop-up thường hiện ở các phần quảng cáo. 4. Tránh các trang tải torrent độc hại. 5. Xóa ngay những tập tin với mã giả mạo. 6. Đừng mở những tập tin đính kèm email đến từ người lạ. 7. Chỉ tải phần mềm từ trang web của nhà phát triển. 8. Hạn chế sử dụng tài khoản quản trị trên máy tính. 9. Thường xuyên quét virus các tập tin và ổ đĩa cũng như các thiết bị kết nối vào máy tính. Và cuối cùng là sử dụng các phần mềm diệt virus đáng tin cậy và thường xuyên cập nhật phiên bản mới. Và trên
trên đây thì mình vừa thuyết trình xong về phần nội dung tổng quan về máy tính. Tiếp theo sẽ là nội dung đó là kỹ năng sử dụng Google. Đây là một tìm kiếm vô cùng phổ biến hiện nay và chúng ta thường hay nói rằng cái gì không biết phải tra Google. Cho nên để sử dụng triệt để được công cụ tìm kiếm này thì mình sau đây mình sẽ chia sẻ những nội dung như sau. Một, kỹ năng tìm kiếm trên Google. Bạn cần để kết quả trả về có thể nhanh chóng và chi tiết thì chúng ta có thể sử dụng những cách sau đây. Thứ nhất là sử dụng dấu ngoặc kép để tìm kiếm chính xác hơn. Khi đặt từ khóa trong dấu ngoặc kép, Google sẽ chỉ trả về các kết quả với từ khóa theo đúng những gì mà bạn đặt trong dấu ngoặc kép. Và thủ thuật này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tìm một cụm từ cụ thể nào đó. Hai, bạn có thể sử dụng dấu sao cùng cụm từ đặt trong dấu ngoặc kép để tìm kiếm cụm từ mình không biết rõ. Cụm từ mình không biết rõ thì biểu thị bằng dấu sao cũng nào. Trên Google thì khi bạn đặt cụm từ khóa tìm kiếm trong một dấu ngoặc kép cùng một dấu sao để đại diện cho từ còn thiếu, Google sẽ hiển thị trang chứa tất cả các kết quả cùng một từ khả thi, hợp lý và có các kết quả nào để thay thế vào vị trí của dấu sao. Thứ ba, bạn có thể dùng dấu trừ để loại bỏ các kết quả tìm kiếm chứa từ nhất định nào đó. Và đây là cách khi mà bạn muốn loại bỏ các kết quả tìm kiếm có chứa từ nhất định thì bạn có thể sử dụng dấu trừ. 4. Tiếp theo là tìm kiếm từ khóa trong một website nhất định. Bạn nên sử dụng cú pháp sai để có thể thực hiện được phần tìm kiếm này. Và 6. Tìm kiếm lưu trữ các tin tức từ giữa những năm 1880. Khá là xa xôi nhưng cũng là một cách tìm kiếm khác nào. Google News có một tùy chọn cho phép người dùng tìm kiếm những bài viết trên các bài báo trong toàn thế giới trong hơn 100 năm vừa qua và bạn có thể trải nghiệm. Bạn có thể trải nghiệm được những nội dung ấy. 7. Để tìm kiếm một định dạng tệp tin nhất định thì đối với những học sinh, sinh viên và đây sẽ là nhu cầu tìm kiếm tài liệu trên Google rất lớn. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng cú pháp như sau. Đó chính là file type hai chấm, có thể là những file như là PDF, doc, vân vân, và để phục vụ cho mục đích tìm kiếm của mình. Tiếp theo đó chính là xem nhanh dự báo thời tiết với cú pháp thời tiết kèm theo định danh. Bạn có thể xem nhanh thời tiết khu vực bạn muốn trên Google. Dữ liệu thời tiết này được Google lấy từ một bên thứ ba đó chính là website weather.com. Nội dung tiếp theo đó chính là các công cụ hỗ trợ Google rất phổ biến và quen thuộc đối với chúng ta, đó là Google Drive. Cách thứ nhất là tìm kiếm theo dạng file, còn cách thứ hai chúng ta có thể tìm kiếm theo thời gian. Cách thứ ba, tìm kiếm theo tên người chia sẻ file. Thứ nhất, bạn chọn một tìm kiếm khác. Hai, đó chính là chủ sở hữu hay còn gọi là để bạn nhập mail của người đó. Sau đó chúng ta chia sẻ với người mà bạn cần chia sẻ. Cách thứ tư đó chính là tìm kiếm bằng tên. Nếu bạn nhớ được chút ít tên của file đã chia sẻ, bạn có thể sử dụng cách này. Và trong ô tìm kiếm, bạn nhập một phần tên của file mà bạn nhớ. Thứ hai đó chính là Google Docs. Sau đây sẽ là hướng dẫn chức năng tìm kiếm cũng như là chèn link trên trang tìm kiếm này. Thứ nhất, bước 1, mở tài liệu cần chèn link trên Google Docs. Thứ hai, chèn link. Cách thứ nhất để chèn link đó chính là bôi đen từ cần chèn liên kết và sau đó nhấn vào biểu tượng như hình để chèn link. Cách hai, bạn có thể bôi đen từ cần chèn liên kết và sau đó trên menu insert link. Cách ba, bạn có thể bôi đen từ cần chèn link rồi nhấn tổng hợp phím Ctrl K. Bước ba,
liên kết tích hợp rồi nhấn Apply. Đối với công cụ tìm kiếm Google Form, bạn có thể sử dụng Google Form để tạo trắc nghiệm tín nhiệm mà các thầy cô giáo hay sử dụng để có được những bài kiểm tra cho chúng ta hôm nay. Tiếp theo đó chính là Google Excel. Trên đây thì bạn có thể sử dụng hàm search để tìm kiếm trong Excel. Và mình đã liệt kê ra những công thức dưới đây, như công thức của hàm search hoặc là hàm tìm kiếm của Lookup. Và tiếp theo đó chính là Google Maps. Rất phổ biến và quen thuộc, sẽ giúp mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm bạn với những địa chỉ cụ thể, hình ảnh rõ ràng và định vị được cả vị trí chính xác khi cần. Và còn một chức năng vô cùng quan trọng nữa thì chúng ta giúp cửa hàng hay doanh nghiệp quản lý, cập nhật thông tin như giờ làm việc, trang web, số điện thoại công ty hay trả lời đánh giá từ khách hàng đến sản phẩm. 6 là Google Danh Bạ. Cách để đồng bộ được Google Danh Bạ thì bạn vào phần cài đặt đến mail, danh bạ, lịch và sau đó thêm tài khoản Google mà bạn muốn đồng bộ, sau đó bạn chọn danh bạ và lưu lại để có thể đồng bộ danh bạ lên tài khoản mail. Và trên đây cũng là phần trình bày về các kỹ năng sử dụng Google. Và tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến nội dung là gõ máy tính 10 ngón. Chúng ta không thể phủ định rằng máy tính là một công cụ rất cần thiết hiện nay. Và để sử dụng được một cách hiệu quả cái công cụ này nhất thì chúng ta cần phải thành thục thao tác cũng như là các kỹ năng của máy tính 10 ngón. Và để có thể chia sẻ được cụ thể và chi tiết nhất, mình sẽ đi từ khái niệm gõ 10 ngón cũng được gọi là gõ bàn phím hoặc gõ không cần nhìn. Đây là việc đánh máy không cần nhìn. Một người gõ 10 ngón sẽ biết vị trí của các phím trên bàn phím thông qua bộ nhớ cơ bắp. Gõ 10 ngón thường bao gồm việc đặt 8 ngón tay trong một hàng ngang ở giữa bàn phím và từ đó chuyển đến các phím khác. Có thể dùng hai tay và dùng một tay như là hình mà mình cung cấp trên đây. Và tại sao chúng ta cần phải luyện gõ 10 ngón nhỉ? Với những lợi ích như là rút ngắn được thời gian hoàn thành văn bản, tăng năng suất làm việc, và bên cạnh đó, việc gõ bàn phím bằng 10 ngón sẽ giúp bạn tăng cường khả năng phản xạ với ngôn ngữ hơn. Tiếp theo đó là giảm thiểu khả năng mỏi tay, đặc biệt là phải nhập miệng trong thời gian dài. Và chắc chắn rồi, bạn sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn trong công việc. Có một điều lưu ý như sau, đó chính là tư thế ngồi cần phải thoải mái, lưng thẳng, mặt đối diện vào màn hình máy tính. Tránh trường hợp ngồi lệch sẽ dẫn đến đau lưng, mỏi cổ và các bệnh về mắt. Hay bàn tay để úp ở tư thế thả lỏng và luôn đặt vị trí cố định khởi đầu trên bàn phím. Và đa số những người sử dụng máy tính đều chỉ có khả năng đánh được một số ngón nhất định, chủ yếu là các ngón của bàn tay phải, thậm chí chỉ dùng vài ngón tay, và những người này còn có thể đánh nhanh hơn cả những người đánh máy bằng 10 ngón. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến lực nhấn vào các phím cao hơn, khiến tiếng động của trên bàn phím to hơn, sẽ gây phiền toái đến những người xung quanh. Vậy thì cái kỹ năng gõ máy tính bằng 10 ngón bạn nên cố gắng thực hiện được một cách thành thục. Và theo các nhà khoa học, những người đánh máy bằng 10 ngón tay thường có thói quen tiếp xúc phần thịt dưới của đầu ngón tay, và trong khi đó với những người gõ ít hơn, phần tiếp xúc của những ngón tay sẽ ít hơn, và điều này sẽ không tốt chút nào. Ngoài ra, nếu bạn biết đánh máy bằng cả 10 ngón tay, bạn sẽ trở nên đẳng cấp hơn trong mắt những người xung quanh. Như mình đã chia sẻ, thì tư thế ngồi nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Nên sau đây mình sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết hơn. Bạn nên ngồi thẳng lưng. Cách màn hình
gần 40 cm. Nhìn thẳng vào màn hình chính có thể nhìn xuống nhưng không nên, nhưng không được ngước nhìn lên trên. Và một kỹ năng rất quan trọng đó chính là chúng ta cần phải biết cách đặt tay và gõ phím. Và đây là mình vừa cung cấp về hình ảnh đặt tay, đặt các ngón tay trên hàng phím cơ sở. Sau đó bạn nhìn thẳng vào màn hình, gõ nhẹ nhưng dứt khoát, mỗi tay chỉ gõ một phím nhất định. Với lưu ý, bạn cần phải ghi nhớ được vị trí phím, các ký tự thuộc phím ứng với từng ngón tay, ngồi đúng tư thế, luyện tập với các bài học đơn giản. Để mà ghi nhớ vị trí các phím, ký tự hiển thị trên màn hình máy tính, mình sẽ cung cấp thông tin sau đây. Với bàn tay trái, ngón trỏ thì bạn luôn đặt cố định ở phím F. Ngoài ra, ngón trỏ này sẽ phải di chuyển đến các vùng xung quanh như là các phím R, T, G, V, B và các phím số 4, số 5. Ngón giữa luôn đặt ở phím D, thuận tiện để di chuyển lên các phím E, phím số 3 cũng như xuống phím C. Ngón áp út thì đây là vị trí cố định là phím S. Giống như hai ngón trên là ngón này sẽ chịu trách nhiệm sử dụng các phím W, X và phím số 2. Ngón út là phím để cố định chữ A và sẽ phụ trách thêm các chữ cái, đó là Q, Z và số 1 và các phím chức năng khác ở bên trái bàn phím như phím Shift, Control, On và Tab và Tab. Cuối cùng là chính là ngón cái của bàn tay trái thì chúng ta sẽ sử dụng để cố định tại phím Space, là phím dài nhất của bàn phím, là phím cách. Còn với bàn tay phải thì sao? Bàn tay phải với ngón trỏ thì luôn đặt cố định ở phím G và sau đó sẽ di chuyển đến các vùng xung quanh là các phím U, I, H, N, M và các phím số 6, số 7. Ngón giữa luôn đặt ở phím K. Ngoài ra nó còn phải di chuyển đến các phím I, phím số 8 cũng như là các phím một đóng một dấu phẩy. Ngón áp út là vị trí cố định của phím L. Ngoài ra nó còn chịu trách nhiệm sử dụng các phím khác như là O và phím số 9. Còn ngón áp út, còn ngón út là phím cố định của dấu chấm phẩy. Nó sẽ phụ trách thêm chữ cái P, dấu hỏi chấm, số 0 và các phím chức năng khác bên phải bàn phím như Shift, Control, Enter, Backspace và cuối cùng là chức năng ngón trái của bàn tay phải để cố định tại phím cách, phím Space. Để mà thành thục hơn trong kỹ năng sử dụng trong kỹ năng gõ máy tính bằng 10 ngón thì bạn nên thường xuyên luyện tập từ những bài tập đơn giản. Hai phím F và phím G là hai phím cố định của lần lượt, đó chính là ngón trỏ trái và ngón trỏ phải, luôn có một cái G nổi lên. Đây sẽ là đặc điểm để phân biệt rõ rệt trên bàn phím so với các phím khác. Và nhờ có sự khác biệt này, chúng ta có thể định hình lại vị trí các ngón khác trong lúc đánh máy, và nhờ vậy tốc độ gõ 10 ngón sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, do hai ngón út di chuyển hơn so với các ngón khác, đặc biệt là ngón trỏ, nên cũng có thể cố định vị trí của hai ngón út, đó chính là phím A của út trái và phím chấm phẩy của út phải để xác định được các phím khác của các ngón còn lại. Và để bạn có thể có được thông tin để luyện tập kỹ năng này nhiều hơn thì mình xin chia sẻ top 10 trang web luyện gõ 10 ngón tốt nhất. Thứ nhất đó là typing.com, thứ hai là Speed Typing Online, thứ ba là Rata Type, thứ tư là Dan Math Typing, thứ năm là Typing Club, thứ sáu là Sinlang.org, thứ bảy là GCS Learn Free, thứ tám là Post Typing Study, thứ 9 là Teachers Online Typing Course và cuối cùng 10 là Big Brown Beer. Và trên đây thì mình vừa chia sẻ về nội dung của
10 ngón. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ về phần nội dung tiếp theo là kỹ năng sử dụng trình duyệt. Kỹ năng sử dụng trình duyệt là một kỹ năng không thể thiếu đối với những người cần sử dụng máy tính nhiều như chúng ta. Những trình duyệt phổ biến thứ nhất là Google Chrome, hai cơm cốc, thứ ba trình duyệt tốt nhất trong Windows 10 của chúng ta Microsoft Edge, thứ tư là trình duyệt tốt nhất cho người sử dụng Apple đó là Safari, và năm trình duyệt đa dạng nhất đó chính là Opera. Chúng ta sẽ đến với từng trình duyệt một để tìm hiểu rõ hơn. Thứ nhất là Google Chrome. Ngoài các tính năng cơ bản của trình duyệt như quản lý dấu trang, tiện ích mở rộng chủ đề, chế độ ẩn danh, thì Chrome còn hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ. Tính năng này cho phép người dùng sử dụng cùng một trình duyệt mà không cần lấy lịch sử internet, lịch sử tải xuống và những thứ khác. Với phần mềm này thì sẽ tương thích với những hệ điều hành như là Windows, Mac OS, Android, iOS và sẽ phù hợp với những người yêu thích các tiện ích mở rộng với những ưu điểm như là tìm kiếm nhanh chóng từ thanh địa chỉ, đồng bộ hóa cài đặt khả dụng trên mọi thiết bị, hiệu suất nhanh, đa dạng, tương thích với tất cả các nền tảng thiết bị tiện ích mở rộng. Tuy nhiên cũng có nhược điểm như là tệp chương trình lớn, sử dụng nhiều tài nguyên hệ thống hơn các trình duyệt khác và chế độ ẩn danh không che khuất hoàn toàn hoạt động của người dùng. Tiếp theo là trình duyệt cốc cốc. Cốc cốc là trình duyệt web miễn phí dành riêng cho thị trường Việt Nam. Với những tính năng phục vụ từ các nhu cầu nhỏ của người dùng như truy cập Facebook nhanh, tốc độ download ưu việt, đọc báo nhanh, lọc quảng cáo, tuyệt vời nhất đó chính là khả năng hiểu được người Việt với chức năng tìm kiếm tiếng Việt và địa điểm tại Việt Nam luôn được tối ưu hóa. Trình duyệt này thì sẽ tương thích với những hệ điều hành Windows, Mac OS, Android và iOS, phù hợp với những người yêu thích các tiện ích mở rộng với những ưu điểm như tốc độ download nhanh, năng lực phân giải tên miền luôn được cải thiện và nâng cao, tính năng lọc tin, lọc quảng cáo, đọc báo nhanh, tải trang web nhanh chóng, tích hợp nhiều tiện ích cá nhân tiện lợi, kiểm tra chính tả, từ điển tiếng Anh, tiếng Việt. Tuy nhiên, có những nhược điểm như là tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của hệ thống, tốc độ tải chậm, tìm kiếm các trang web nước ngoài thì còn kém. Thứ ba là Microsoft Edge. Đây là một trong những phần mềm trình duyệt web tốt nhất dành cho Windows 10 khi đã có sẵn trên Microsoft Store, và đây đã có ứng dụng hỗ trợ cho cả Android và iOS. Với những ưu điểm đó là tương thích hầu hết các nền tảng, hỗ trợ tiện ích mở rộng từ Chrome, chế độ đọc tích hợp. Tuy nhiên cũng có những nhược điểm như là trình duyệt có thể là băng trên các trang có quá nhiều quảng cáo, loạt video rất chậm và máy tính cấu hình mạng mới có thể mở được nhiều tab. Tiếp theo là trình duyệt Safari. Đây là trình duyệt web hàng đầu từ nhà của Apple, từ nhà phát triển Apple, và hiện chỉ được sử dụng bởi người dùng Mac OS và iOS. Với cách sử dụng iCloud, trình duyệt Safari của Apple có thể đồng bộ hóa lịch sử trình duyệt web, dấu trang và mật khẩu giữa các thiết bị. Tính năng này chỉ hữu ích nếu bạn có nhiều thiết bị của Apple. Với những ưu điểm như là sẵn có trên tất cả các máy tính như mình vừa liệt kê, với dấu trang và lịch sử trình duyệt được đồng bộ trên tất cả các thiết bị cùng với ID Apple, tải trang web nhanh chóng. Tuy nhiên cũng có nhược điểm như là không thể tùy chỉnh thanh công cụ, tương tác bằng giọng nói chỉ hoạt động với các thiết bị di động và không tương thích với hệ điều hành Windows cũng như Android. Năm là trình duyệt Opera. Opera là một trình duyệt web và cũng là một phần mềm internet được phát triển bởi Opera Software và hiện được 270 triệu người sử dụng trên thế giới. Opera là một trình duyệt web lâu đời nhất
Java khá thân thuộc với những ai sử dụng điện thoại Java trước đây. Với những ưu điểm cho phép người dùng chỉnh giao diện trình duyệt, sử dụng chương trình cơ bản giống như Google Chrome, trình chặn quảng cáo thích hợp và có tính năng bảo mật mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng có nhược điểm ít login hơn các đối thủ, như là không vào được các trang web quá cũ. Sau khi tìm hiểu thì mình đã nhận định đó chính là Google Chrome là trình duyệt đa năng, đạt tiêu chuẩn trên hầu hết các thiết bị di động. Vì vậy đây là một lựa chọn tốt cho điện thoại cũng như là di động và máy tính bảng. Sau đây sẽ là một số các kỹ năng khác vô cùng quan trọng, nhất là cách tạo nhiều người dùng. Bước 1, bạn mở trình duyệt Google Chrome ra. Từ menu bạn chọn Setting. Bước 2, bạn kéo chuột xuống phía dưới và tìm thẻ Users. Sau đó click vào Add New Users để có thể tạo một tài khoản. Bước 3, tại đây bạn lựa chọn hình đại diện cho tài khoản rồi nhấn tên tài khoản và công nên. Sau đó chọn Create để tạo. Bước 4, kết quả sau khi tạo sẽ hiển thị trên màn hình desktop. Kỹ năng thứ 2 là cách tổ chức dữ liệu. Mình sẽ giới thiệu cách sao lưu và phục hồi bookmark trên Chrome. Một, đó là cách sao lưu. Bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm góc phải màn hình, chọn dấu trang, chọn sau đó chọn trình quản lý dấu trang và chọn biểu tượng 3 chấm để xuất trang, và cuối cùng chọn nơi lưu trữ và nhấn save. Thứ hai là cách khôi phục. Bạn vào cài đặt trên trình duyệt, nhập dấu trang và các mục cài đặt. Chọn chế độ tệp HTML trừ dấu trang, sau đó chọn nhập, chọn tệp. Chọn tệp đã sao lưu và cuối cùng bạn sẽ hoàn thành được phần khôi phục của mình. Nội dung tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là cài đặt tài khoản và quản lý tiện ích. Trước tiên là cài đặt tiện ích. Nó quan trọng bởi vì bạn không thể thêm tiện ích khi trình duyệt web ở chế độ ẩn danh hoặc với tư cách khách. Thứ nhất, bạn mở cửa hàng Chrome trực tuyến. Tiếp theo, tìm và chọn tiện ích mà bạn muốn cài đặt. Ba, nhấn thêm vào Chrome. Tiếp theo, bạn chọn một số tiện ích sẽ cho bạn một số thông tin để bạn thực hiện những bước tiếp theo. Vừa rồi thì mình vừa chia sẻ kỹ năng sử dụng trình duyệt trên máy tính. Và cuối cùng cũng là nội dung slide mà mình muốn chia sẻ, đó là kỹ năng sử dụng Canva. Các bạn cùng xem nhé. Trường hợp bạn cần sử dụng đến Canva. Theo như mình được biết, Canva là một công cụ tuyệt vời để dễ dàng tạo ra những ấn phẩm truyền thông đẹp như là logo, nền khác, CV, infographic, banner, poster, thư mời, cover và các mẫu quảng cáo trên các kênh social. Canva cũng là một trang web công cụ thiết kế đồ họa được thành lập từ năm 2012. Nó sử dụng định dạng kéo thả cung cấp quyền truy cập vào hơn 1 triệu bức ảnh, đồ họa và phông chữ được thiết kế sử dụng bởi những người không phải là nhà thiết kế cũng như các chuyên gia. Đây là với các công cụ có thể sử dụng cho cả trang web lẫn thiết kế phương tiện in và đồ họa. Với những tầm quan trọng như vậy thì mình sẽ chia sẻ cách để dùng Canva. Bước 1, tạo tài khoản trên Canva. Bạn có thể dễ dàng lập tài khoản chỉ với 2 bước điền email và mật khẩu. Đơn giản hơn là kết nối trực tiếp bằng tài khoản Facebook hoặc là Google. Bước 2, bạn đi vào bắt đầu thiết kế logo riêng mình. Thứ nhất, bạn sau khi bạn đăng nhập thành công, giao diện của bạn sẽ nhìn bên dưới có 2 cách cho bạn bắt đầu thiết kế. 2, tạo thiết kế với kích thước. Bạn tự chọn các kích thước có sẵn của Canva. Bạn sẽ điền các thông tin liên quan, sau đó chọn hình dạng.
chiều rộng và chiều dài có hai ô và hai, và chọn các đơn vị đo tùy thuộc vào mục đích sử dụng của bạn, có thể là feet, mm hoặc là inch. Bạn nên chọn inch nếu không muốn logo của mình bị vỡ khi phóng to. Bước 3, bạn chọn và chỉnh phông chữ. Bạn có thể chọn nhiều phông chữ khác nhau khi chọn text ở một bên trái. Có nhiều tổ hợp phông chữ được thiết kế sẵn cho bạn chọn lựa. Nếu không muốn dùng các tổ hợp không, bạn có thể chọn add heading, add subheading, add a title bit ở body text để tạo các thiết kế riêng. Một là thay đổi kiểu chữ, hai thay đổi kích thước chữ. Nếu bạn chọn tổ hợp phông thì không thể thay đổi kích thước nhiều. Ba, chọn màu sắc cho chữ. Thứ tư, chọn in đậm, in nghiêng, in hoa cho chữ. Năm, ăn bước chưa bạn mà bạn chưa hài lòng. Thứ sáu, nếu bạn muốn xóa phông đã chọn thì hãy ấn vào chọn chữ và biểu tượng thùng rác hoặc là ấn chuột phải chọn led. Bước 4, khi mà sử dụng canva thì bạn đi đến trang trí logo. Sau khi đã chọn được phông chữ tùy ý, bạn hoàn toàn có thể chuyển sang bước lựa chọn hình ảnh đi kèm. Bằng việc lựa chọn in ở cột trái, đã có 10 phương án để bạn lựa chọn khác nhau như là holidays, hình ảnh trang trí trong kỳ nghỉ Giáng sinh, Glorious, chia bố cục các phần, Frames, khung hình. Khi bạn chọn một trong các khung hình, bạn có quyền chèn ảnh ưa thích bằng cách up ảnh, xếp các hình ảnh với những hình dạng như tròn, vuông, hình ngôi sao, light là các kiểu dòng, illustrations là hình ảnh có thể chỉnh sửa bằng Illustrator sẽ không bị vỡ nếu bạn phóng to. Items là các hình vẽ, photos là ảnh chụp và charts là biểu đồ. Sau khi kết thúc bước 4 sẽ là bước 5, lưu hình ảnh. Sau khi đã hoàn thành thiết kế thì bạn có thể chia sẻ lên Facebook, Twitter hoặc bạn có thể gửi qua email và bạn còn có thể trực tiếp download về máy của mình nữa. Và trên đây là phần chia sẻ về nội dung của môn kỹ năng sử dụng máy tính. Cảm ơn.